Thanks. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Hello anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Amrock và Party của mình. Hôm nay mình tiếp đến cái dự án của Oikos. Oikos là một cái nền tảng phi tập trung dựa trên cái nền tảng đó là Tron. Nó gồm có ba cái giao diện chính, đó là Oikos Exchange và Oikos Minter, và có thêm một cái Oikos Swap nữa. Đây là cái công nghệ của Oikos này, nó được tạo ra. Đây là Exchange Token. Và chúng ta tìm hiểu thông qua cái token của cái Oikos này. Oikos này nó sẽ có tổng cái token phong pháp đó là 100 triệu cái Oikos. Có cái gồm có là founder và cho cái dự án này, và founder là 40%, cái investor là 60%, và phân phối của 100 triệu cái token OKS này nó sẽ được đảm bảo theo phân phối theo cái biểu đồ này. Thứ nhất đó là cho party và marketing là 5%, cho partnership và incentive OS là 5%, token sale là 60%, và foundation là 20%, cho team và administration là 10%. Đây là cái biểu đồ của hoạt động, biểu đồ của đi lên của OKS. Thì ngày khởi bán đó là ngày 20 tháng 5 và kết thúc đó là ngày 31 tháng 5. Và tổng cái token sale đó là 60 triệu, và cái giá là 0,025 USD. Tổng cái số tiền bán được đó là 1.500.000 USD. Và những người thì mua trên 10.000 USD thì nó sẽ cần thiết trong việc cashier này. Đây là cái mail liên hệ với lại Oikos này, anh em có thể tham khảo. Và tiếp theo đó là cái dự án cái Minter Oikos Tomcat. Oikos là một giao thức của phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung được xây dựng trên cái nền tảng là Tron. Các tài sản này được tạo ra bằng cách đặt cái máy thông báo Oikos này. Tại sao và có phần của OKS này, các nhà sản xuất OKS này sẽ nhận được hai loại phần thưởng. Đầu tiên đó là họ nhận được phần thưởng đặt cược OKS và được tạo ra thông qua chính sách tiền tệ lạm phát. Thứ hai đó là có phần thưởng trao đổi và được tạo ra bởi các giao dịch trên cái Oikos trong exchange. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu thông qua cái labor của cái Oikos này. Oikos làm vật thế chấp, làm thế nào để OKS này sao lưu cái slide, tại sao chủ sở hữu OKS này có cổ phần, đó là chủ sở hữu được khuyến khích cổ phần bởi thông báo của họ đốc tiền slide theo các nhiều cách. Thứ nhất đó là có cổ phần và trao đổi phí này nằm trong khoảng từ 10 đến 100 BPS 0,01 1%, mặc dù là thường là 0.3. Và các cơ chế đảm bảo các nhà sản xuất OKS này nó được khuyến khích duy trì tỷ lệ thế chấp staker và n và đối tác gộp. Các nhà sản xuất OKS phải chịu một khoản nợ khi họ đốt tiền. Anh em có thể tìm hiểu thông qua cái live paper này. Cái này Oikos Exchange. Tại sao vậy? Giao dịch tài sản tổng hợp này. Tài sản tổng hợp này cung cấp tiếp xúc với một số tài sản mà không cần nắm giữ tài nguyên cơ bản. Điều này là có một loạt các lợi thế, bao gồm giảm may sát khi chuyển đổi giữa các tài sản khác nhau. Ưu điểm của cái Oikos cho blockchain này là giao dịch trên Oikos này nó sẽ cung cấp nhiều lợi thế so với các sàn phi tập trung và đặt hàng dựa trên cái DEX này. Việc thiếu số đặt hàng, có nghĩa là tất cả các giao dịch được thực hiện với các hợp đồng được coi là giao dịch bơ hai sơ. Và kiến trúc hệ thống
trao đổi này, các bước liên quan này, yêu cầu phí. Ok, thì anh em có thể tìm hiểu thêm và mẹ thông báo luôn. Phát hành, địa chỉ, hợp đồng thông minh. Để cho anh em xem cái hợp đồng thông minh của Orcos. Ok, anh em có thể tìm hiểu thông qua nhà phát triển của cái Orcos này. Đó. Ok, video mình đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.